Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Xin chào tất cả quý vị khán giả. Hôm nay Phương Văn chia sẻ cái câu chuyện của chị Cúc bên cái kênh Anna Công Trần đang xét nghiệm. Chắc có lẽ là tất cả chúng ta mỗi lần xét nghiệm với anh ca sĩ Randy thì đều hồi hộp và chờ đợi, hy vọng lần này cũng có thể là trùng khớp với anh ca sĩ Randy. Thực ra mà nói là 20 năm trời anh Randy đi tìm và các anh em nhiều kênh hỗ trợ cái thông tin thì trước đây cũng đã xét nghiệm nhiều lần rồi quý vị khán giả. Phương Văn cũng như là tất cả mọi người hy vọng là xét nghiệm ở chị Cúc. Nhưng mà trong cái thời gian vừa qua thì lùm xùm cái việc chị Cúc có những cái phát ngôn mà cộng đồng mạng cũng không có hài lòng. Và trong cái video hôm nay thì có một khán giả, cô lớn tuổi và cô cũng chia sẻ với kênh Phương Văn nhận xét, coi như là đoán, giống như là đoán tỷ số giữa quý vị khán giả. Thì khán giả nhận xét là đoán xem coi cái kết quả có trùng khớp hay không. Nhưng mà chúng ta cũng phải chờ đợi tầm khoảng 3 ngày. Nếu mà xét nghiệm chị em thì tầm 3 đến 5 ngày là có kết quả thôi quý vị khán giả. Kính thưa quý vị khán giả, hiện tại thì kênh Phương Văn cũng có cái thông tin đang hỗ trợ tìm kiếm thông tin là xét nghiệm cho anh Randy. Hiện tại thì có một anh trai ở Mỹ cũng đang tiến hành để xin ý kiến của anh Randy và đang tiến hành để làm xét nghiệm. Thì hôm nay ở kênh Anh Công Trần xét nghiệm với chị Cúc, nếu như mà trùng khớp thì cái niềm vui không thể diễn tả được. Còn nếu mà ở chị Cúc không có trùng khớp thì bên Mỹ, anh trai bên Mỹ, bên kênh Phương Văn sẽ tiến hành xét nghiệm cho anh trai với là anh Randy. Thì chúng ta có thông tin nào hữu ích thì chúng ta sẽ hỗ trợ cho anh Randy. Bây giờ truyền thông mạng cũng như là cái kênh, cái mảng YouTube thì nó phát triển rất là rộng, cho nên là có những cái thông tin hữu ích nào thì bà con cứ cung cấp về và chia sẻ để anh em làm YouTube cũng như là chúng tôi để tiếp tục đi hỗ trợ những cái thông tin cũng như là tìm kiếm người thân cho tất cả các anh em khác. Kính thưa quý vị khán giả, thì hôm nay trong cái kênh Phương Văn chia sẻ có một cô đó, thì sau đây là xin mời tất cả quý vị khán giả theo dõi câu chuyện giữa Phương Văn và cô. Thì cô có những cái dự đoán và nhận xét về cái câu chuyện của chị Cúc như thế nào. Đôi khi khán giả là cái người mà họ rất là quan tâm, cho nên là họ có những cái ủng hộ và có những cái thì họ cũng lên tiếng. Thôi thì hy vọng là ở gia đình chị Cúc cũng như là tất cả quý bà con hãy ủng hộ và theo dõi câu chuyện đi tìm kiếm mẹ cho anh Randy và ủng hộ anh Công Trần để tiếp tục đi tìm kiếm thông tin cũng như là xét nghiệm lần này với chị Cúc quý vị khán giả. Sau đây thì xin mời quý vị khán giả lắng nghe trao đổi giữa một cô và kênh Phương Văn. Đó là cái nhận xét riêng cá nhân của cô thôi. Nếu mà Phương Văn chia sẻ có điều gì sai sót thì mong tất cả mọi người hãy bỏ qua. Đây là cái nhận xét riêng cá nhân. Còn nếu chúng ta mà muốn chắc chắn hay không thì chúng ta phải xét nghiệm, chứ không thể nào mà nói bằng lời được, nói là tôi trùng khớp hoặc là tôi giống nhau hay gì đó, thì cái đó là không có cái chứng cứ. Thì cho nên chúng ta phải tiếp tục theo dõi và đồng thời là giấy xét nghiệm ADN là cái bằng chứng xác thực nhất. Xin mời quý vị khán giả theo dõi câu chuyện. Cô không biết làm tiếng, cô chỉ có nói chuyện đi, cô không biết nhân tiếp. Dạ, thế bây giờ cô, nếu mà cô nghĩ cái trường hợp của chị Cúc này chỉ xét nghiệm theo cô thì có cái khả năng là trùng khớp với anh Randy hay không? Theo cô thì cô nghĩ không. Sao? Không bao giờ. Dạ. Không bao giờ. Dạ. Nếu như mà cô lỡ mà quyết tâm thì thì chạy nói họ nhắn rồi, chứ đừng có bao giờ mà chạy nữa.
Cái lúc mà mấy anh em mà quay mà chỉ chạy trốn đó rồi xong là chỉ có những cái hành động như vậy, thực sự là cộng đồng mạng là không có đồng tình, nghĩ là cái chị này là không có thật thà, mà ít ra cũng phải tiếp đãi anh em người ta từ trong Sài Gòn ra, cũng phải ngồi lại một cái góc đường nào đó, không ở trong nhà thì cũng ngoài đường uống cà phê cũng được để nói chuyện. Còn cái này chỉ chạy rồi dí chỉ như vậy thì bà con xem là không có hài lòng cái việc của chị Cúc như vậy. Mà nhìn cái mặt cô cũng sáng suốt chứ phải đâu, mà con người gì mà làm gì làm. Với lại Mày nữa là chị nói là trước đây thì chị nói là có người em như là anh Randy vậy đó, rồi sau này nói là có hai đứa em và làm giám đốc này không muốn nhận anh Randy này kia nọ. Thực sự khán giả xem họ rất là bức xúc về cái phát ngôn của chị Cúc như vậy đó, nói làm như vậy là tổn thương tới anh Randy á. Nếu mà không 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 nhận thì thôi nín luôn đi, đừng có nói ra. Bây giờ nói ra thì nói tại có hai em làm giám đốc này kia nọ. Ủa bây giờ mình nhận anh em là giám đốc thì giám đốc hay là về cái gì thì nữa, tổng thống đi nữa thì cũng là anh em chứ. mà nên để nói chung con lông mang cả nước mấy ai thương anh đang đi hết, mà chắc cô là mình chỉ mà dượn thế. Dạ Cụ thấy cái e này là nhiều nhiều cô cũng nhắn tin cho con hỏi Phương Văn, giống như là cái kênh của anh Công Trần ảnh đưa tin đó, ảnh đang theo dõi cái câu chuyện của chị Cúc đó. Nhưng mà bà con xem là hầu như là xem chung kênh nào bà con cũng xem cái thông tin về anh Randy là xem, giống như cô nè, cô cũng cũng xem đó, rồi cô thấy cái chị Cúc này là cô thấy là không có khả năng là trùng khớp đúng không? lùng đó khó không bao giờ trúng Dạ đó. Nói khi đâu thì uống ra quyết tâm là nói là anh thứ và độ đứa hai đứa em thứ hai là coi như ý chán là mặt in ra đi luôn, nói Dạ rồi rồi chứ lại cái tao ra ra thì đi trốn dạ đi. dù ai ai có nói gì thì nữa thì cái cuối cùng cũng phải chờ xét nghiệm, chứ nếu như mà không có xét nghiệm bây giờ ai nói gì đi nữa là cũng không thể nào tin được cái sự nhầm lẫn hoặc là cái gì đó. Nhưng mà chỉ là cái người mà chỉ là xưng là chị em thôi, thì cái người người ta mẹ đẻ đây người ta còn chưa có chắc là phải là con của mình hay không nữa, chị em sao biết được, cho nên phải xét nghiệm Mẹ cứ chứ. khẳng định là có như em là chắc chắc chắn, mà chịu đựng người ta ra thì là chạy đi đi trốn đi. Dạ bà con đó rất là bức xúc, con giống như cô như vậy đó, cô xem mà cô cũng cảm thấy là không có hài lòng cái việc mà chị Cúc đi trốn đúng không? Ngài lòng mà đi cũng bị nhắn tin đấy, Dạ cũng bị nhắn tin nhé, thì ra cũng buồn đó. dạ chẳng hạn như nãy giờ cô nói chuyện với con vậy, con chia sẻ lên cộng đồng là cái ý kiến của cô về cái chị Cúc này, nhận định chung như vậy cô có đồng ý không? Dạ hả? Dạ thì con Có lấy chứ. cái đoạn video này con sẽ chia sẻ là ý kiến cá nhân của khán giả thôi. À, ý kiến về Con cái người không có, con người không có đạo đức đấy. dạ qua cái câu chuyện này cô có muốn nhắn gửi gì không, nhắn gửi gì với cộng đồng mạng không, con chia sẻ cho. Nói chung là nói là cô không nhắn rồi, còn đông mang là vì cũng cô cũng có nhiều tuổi, nhưng mà cô không biết nhắn tin, nhưng mà cô cũng coi là bức xúc lắm, thương là anh ăn đi. Dạ Nếu như mà cô mà ở gần đó là cô quá cô là chửi ra mắt đó. dạ Đó đó, nói chung là nói tóm lại nhanh là con người không có đạo đức, cô đấy là đứa. dạ Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay thì cô cũng gọi về cho kênh Phương Văn, thì bấy lâu nay là khán giả cũng xem nhiều kênh, kênh Phương Văn, kênh anh Công Trần, rồi nhiều anh em khác nữa, giống như trước đây là kênh anh Tuấn Vĩ này kia nọ, thì rất là nhiều kênh đi hỗ trợ thông tin. Nhưng mà cái câu chuyện của chị Cúc á, là bên anh Công Trần đang theo dõi đó quý vị khán giả, thì bây giờ nhiều khán giả cũng bức xúc cái đoạn mà anh em ra để họ tìm kiếm thông tin cũng như là hỗ trợ thì chị Cúc chị chạy. Thì hôm nay có một cô gọi điện cho kênh Phương Văn là cũng từng xem, cho nên là có những cái chia sẻ bức xúc về cái chị Cúc này, và đang chờ xét nghiệm sắp tới đó, chắc có lẽ là 2 3 ngày nữa là có rồi, thì cô cũng đón xem ha, đón xem.
xem coi cái kết quả như thế nào. Mà cô đoán trước đi, cô đoán trước là có trùng hay không? Cô đoán được là không trùng. Dạ. Nhiều khách không trùng hợp mới làm như vậy. Dạ. Lừa họ mà lừa họ mà bao giờ lừa cộng đồng được. Dạ. Đúng rồi, cộng đồng là khắp nơi, người ta là chỉ có một mình chỉ thôi, cộng đồng người ta là trong và ngoài nước biết bao nhiêu người người ta đang quan tâm tới câu chuyện này. Thì nhiều người khán giả cũng nhận định như cô vậy đó cô. Nhiều người nói là không bao giờ trùng khớp đâu. Dạ. Người ta thường anh đang đi, người ta tìm mẹ mình lắm 20 năm tiệm không được mà giờ miếng mà lừa họ như rõ rồi mà từ nhận chị ruột rồi con đi người ta tới thì là chạy đi. Con người không có đạo đức. Dạ. Đó. Thì cái chỗ đó mới bức xúc đó. Nếu như phải chi mà chị Cúc có chỉ tiếp xúc với mấy anh đàng hoàng đó, ừ thôi bây giờ trong nhà không tiện hay gì đó, thì bây giờ mấy anh ra quán cà phê mình nói chuyện, mình sẽ chia sẻ cái thông tin, hoặc là mình bàn cái việc mà đi xét nghiệm như thế nào đó, thì để cho biết thì mình cũng tiếp người ta đàng hoàng đi ha. Người ta xa xôi mà. Dạ. Dạ. Có đâu mà chạy trốn rồi đóng cửa lại rồi làm nhiều việc như vậy thì mọi người người ta không có không có hài lòng, khán giả xem cũng không hài lòng, chứ đừng nói mấy anh trực tiếp mà đi ra tới ngoài đường xá xa xôi, người ta đi ra mà không tiếp là chạy trốn như vậy, làm hết sức là buồn dễ sợ luôn á. Dạ, con làm từ thiện chứ phải làm cái gì, ăn cái gì đâu mà rửa. Dạ, người ta có lấy thêm bớt cái gì đâu. Đó, làm từ thiện, làm từ việc tốt chứ phải làm việc xấu đâu mà lừa họ rửa. Con nghĩ như vậy nè, nếu như mà chị bây giờ là chị đồng ý xét nghiệm rồi đó. Đó là sự bắt buộc đó. Dạ. Chị mới đồng ý xét nghiệm thôi. Buộc. Chứ không phải là tự nguyện. Chắc chỉ vào thế kẹt đâu, rồi. Sự bắt buộc mà anh đó tức là cái nhóm đó tức là họ mới làm rồi chứ. Mình bắt buộc chứ con, như sự bắt buộc thôi. Dạ. Chứ con bao giờ đúng. Dạ. Thì cái câu chuyện của chị Cúc này hầu như nó trái ngược với anh Hùng. Anh Hùng thì hầu như khán giả ai cũng hướng về cái câu chuyện của anh Hùng, là có nhiều cái thông tin trùng khớp quá, người ta mong mỏi là chỗ anh Hùng như vậy thì còn chưa trùng khớp, nó huống hồ về chỗ chị Cúc này. Những cái thông tin nó không có rõ ràng, rồi cái hành động thái độ của chị Cúc như vậy thì bà con nói là đoán rồi, xét nghiệm thì xét thôi, nhưng mà không có trúng đâu. Đó, nhiều người cũng nhắn tin cho con vậy. Mà bước đâu mà qua cái cách nói mà nói đi xét nghiệm là cô nói là cái ba đó là ba, nói là ba cũng chịu xét nghiệm đó là 100% về nói về cái chỗ mổ đó mà chỗ nhà chị đó rồi là về đem về nhà cô là biết nói đó. Dạ. Nói mà in thật đó. Lúc đầu là không chịu đi xét nghiệm, nói là thì anh Randy về nhà đi rồi biết liền à. Ủa, người ta đâu có rảnh mà, người ta từ Mỹ người ta về mà công ăn việc làm của người ta rảnh đâu, người ta về mà không chịu đi xét nghiệm, nó về đi là biết à. Về đi là biết. Nói mà như thật. Thì thực ra là hiện tại thì anh em cũng như con cũng đang hỗ trợ thông tin cho anh Randy. Nếu mà ở đâu được bà con có thông tin á, thì cho biết cái thông tin để là hỗ trợ đi xét nghiệm. Thì thương anh Randy thôi, cộng đồng trong và ngoài nước ai cũng thương anh Randy cả. Mong cho tìm được cái thông tin hữu ích để là giúp anh Randy đi xét nghiệm. Con cũng đang có liên hệ với một cái gia đình bên Mỹ, cũng đang tiến hành để hỏi ý kiến anh Randy rồi, chuẩn bị xét nghiệm bên Mỹ á cô. Cô có xem cái video thì cô đón cô xem. Cô có thấy. Dạ. Cô có. Dạ. Đó. Cô có. Thì đang ngày nào mà cô đi làm đi ngoài ruộng vào đi thì cô có xem chấp. Dạ. Dạ, cảm ơn cô ủng hộ nha. Ủng hộ anh em, ủng hộ kênh Phương Văn cũng như là ủng hộ anh em. Dạ. Đôi khi tối lên mạng xem đừng cập nhật thông tin rồi cũng vui cô ạ. Cô tiện tay là cô không biết nhắn tin gì đó. Dạ. Cô ngay nào cô cũng sẽ biết. Dạ. Dạ, cảm ơn cô nhiều rồi. Dạ. Rồi. Thế nghe dạ. Cô nghĩ nha. Dạ.